phát triển kinh tế năng lượng 2022, một cái nhìn tổng quan và sắc nét về chiến lược phát triển lĩnh vực năng lượng của Việt Nam, cung cấp những thông tin về các chính sách, tầm nhìn quốc gia đối với sử dụng năng lượng, mang đến những giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Đón xem Phát triển kinh tế năng lượng phát sóng lúc 17:30 thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV2. Petro Việt Nam, năng lượng cho phát triển.